Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV của Tiên nha. Hôm nay Tiên đi mua ghẹ ngâm tương về để ăn cùng với một bạn gái người Hàn Quốc. Đây là cái quán ghẹ ngâm tương nổi tiếng chỗ Tiên ở. Đài truyền hình KBS và các diễn viên nổi tiếng, diễn viên hài này kia đồ á, đến quay cái quán này rất là nhiều luôn. Rồi mấy cái game show các thứ đồ cũng lên truyền hình nhiều lắm luôn, mọi người thấy không? Đây người ta in tấm bảng hiệu chà bá lửa để trước cửa quán nè, lên game show các thứ rồi. Còn đây là vợ chồng anh chị chủ quán đã từng chụp với những người nổi tiếng đến quán nè. Diễn viên hài này nổi tiếng bên Hàn Quốc lắm nè mọi người, hai chồng mặc dễ thương không. Rồi giờ người ta đã đóng gói cho mình xong. Đây là mối ruột của Tiên nha, thấy mặt Tiên là tao biết. Bà chị làm YouTube. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lên xe. Hôm nay trời rất là lạnh nha mọi người, chai nước sắp đóng băng luôn rồi. Đây nha mọi người, nãy giờ sắp xếp lên mâm, trang trí các thứ rồi. Tại vì bữa nay có khách đặc biệt á, con nào con nấy ngập gạch đỏ ao luôn nè, thấy ngon không? Tiên vừa làm mà Tiên vừa nuốt nước miếng luôn á. Không ngờ cũng lâu rồi chứ có ăn nha, xuất sắc luôn. Rồi mọi người ăn với hai chị em của Tiên nha. Hôm nay là Tiên giới thiệu cho mọi người một khách mời đặc biệt là bạn người Hàn Quốc này. Xin chào Việt Nam, mô lòng hai sĩ sài á. Xin chào. Xin chào. Việt Nam. Việt Nam. Ồ, cảm ơn người ta đúng. Xin chào Việt Nam. Ồ, đúng chào đất sài á. Bạn này đang là sinh viên ngành tiếp viên hàng không nha mọi người. Sau này sẽ làm tiếp viên hàng không á. Thì bữa nay ngủ bà ăn. Bà thích qua YouTube lắm. Ừ. 이거 먹어본 적 있어요? 없어요. 이거 먹어본 적이 없어가지고. 네. 이제 언니가 가르쳐 주셔야 돼요. 아, 네. Bạn người Hàn Quốc nhưng mà bạn chưa có ăn ghẹ ngâm tương lần nào hết. Nên là còn Tiên người Việt Nam thì Tiên ăn quá là nhiều rồi. Tiên ăn như con bữa luôn. Nên là hôm nay Tiên sẽ chỉ cho bà ăn nha. 가르쳐 주겠습니다. 자. 네. Đầu tiên là cầm con ghẹ lên. Có ketchup cô. Ok, ồ, ok. 싫어다. 네. 자. 이거. 까. 이거요? 네. 혹시 꼴로 소리가. 자, 그럼 넣을 게 마이가 나. 할 수 있어? 내가 해 줄까? 아, 괜찮아. 오, 여기 나도. 아, 마이 갓. 야, 컴. 오, 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 야. 오. 오. 알이. 오, 꽉 차. 싱하다. 많아. 얘 ngập gạch luôn á. 이거. 자, 이 ghẹ ngâm tương là mình phải ăn với cơm trắng. Bắp mà đi mật coi á. Nè. Mani mani. Mình đi hỏi bà ăn nhiều không? Bà nói ăn nhiều. Chào à, chào à. Rất là tốt luôn. Tốt, tốt. Ok. Được chưa? Ok. Mani mất rồi đấy. Ăn nhiều nha bạn. Yêu nó đi bắp, 내가 다 뺏어 먹은 거. 아니야, 괜찮아. Rồi bà còn lo, bà nói chờ có khi nào mình ăn hết cơm cho chị không? Sao chị hết cơm á? Dễ thương lắm mọi người, bà này dễ thương lắm. 이거 어 베스코르 소리가 bà nó đói bụng á, bụng kêu rột rột luôn. Làm tiếp viên hàng không á mọi người, học ngành đó đó cho nên là lanh lợi thông minh, nói chuyện dễ thương lắm. Ôi trời, wow. Thịt nè mọi người coi nè, nó tràn trề linh láng nè, nó tràn trề bờ đê luôn nè. Cái này á, Tiên nói nãy giờ mà Tiên nói nước miếng muốn gần chết luôn á thiệt. Đôi cả bao cái à nè, có nói gì mất rồi tè. Cứ nhân mất cô tê cô bắp bí mất cô tê cô. Ăn không cũng được hoặc là mình trộn cơm ăn cũng được nha mọi người. Đây là gạch nè. Ôi nó béo, ngậy. Mặn mặn. Nó mặn mặn mà nó không mặn lắm nha. Nó mặn vừa ăn. Chứ không phải là như ba khía mà nó mặn kiểu như vậy. Mặn mặn mà ngọt ngọt, bùi mà thơm thơm mọi người. Chọn cơm nha. Idumi bueno. Idumi Yorim e Yorim. 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 Tên của bạn này là Yorim nha mọi người, Yorim. Yorim. 게장 처음 먹어 봤는데. 엄청 고소하고. 새로운 맛이야. 에, 그래요. 이게 무슨 맛이지? Bạn nói lần đầu tiên á ăn cái món ghẹ ngâm tương này
thấy rất là ngon. Người Hàn Quốc là người tiên ăn ghẹ ngâm tương nha mọi người. Trời ơi, gạch nó linh láng luôn nè. Nó rất là ngọt và bùi, thơm. Bà nói gì nè. Quắc chả. Wow, con ghẹ nó ngập gạch luôn á mọi người. Thịt rất là ngon luôn, mềm. Một cái xây á, ăn được không? Iko tụi mọi người không? À nhờ, cứ cấp bè à. Cái này mình không ăn được nha, cái này mình bỏ nha. Bè, bè. Iko, Iko, mình cho cái da chắc. Cái này là kiểu như nó lọc ba cái cát đá đó mọi người. Iko, mô đê cái tinh cờ. Mô đê cái tinh cờ. Cho nên là mình phải bỏ. Chà bú cái tay. Người Hàn Quốc mà lần đầu ăn ghẹ ghẹ ngâm tương. Còn người Việt Nam thì ăn như con bữa luôn. Mày xéo. Mày bỏ miếng con biển vô nha. Mỗi lần biến ăn nữa mọi người chán ăn á là cứ đi mua ghẹ ngâm tương này về ăn. Bao ngon. Chàng miếng. Kim nước cốt. Chỉ cần cho cũng kim nước cốt. Chắc cái đồng nước của bí bằng một bài. Mày nhớ mày mày sao? Mày mày nó mày nó. Bỏ nhiều nhiều vô. Bỏ nhiều vô mới ngon. 욕심이 많았어. Ít cho bạn nào tôi kìa, một con. Bỏ bên đây cho bạn này ăn nha. Tin tế. Ăn nhiều nhiều vô nha. Mày nhớ mất rồi á. Nè. 감사합니다. 감사합니다. 베트남어로 뭐예요? 감은 까모 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 감은 감어 응 엉 감엉 오케이 오 굿 잡 감엉 오케이 오케이 와 잘 와 잘 감엉 몇 살이에요? 저 이제 스무 살을 앞두고 있습니다. 아 성인 bạn nói bạn sắp 20 tuổi rồi, bạn sắp thành người lớn rồi đó mọi người. 서울은 이제 올라가요? 그럼 뭐 할러? 서울은 이제 2월 달에 네. 올라갈 것 같아요. 2월 달에 이제 대학교 가고 네. 이제 성인의 생활을 즐기러 대학 생활도 하고 재미있겠어요. 네. 연애도 하고 Bạn nói sao mọi người? Tôi hỏi nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi bạn nhiêu tuổi rồi? Nói 20 tuổi. 20 tuổi là rồi đi hỏi chừng nào đi học á, đi học đại học trên Seoul đó mọi người, lên Seoul học đại học á thì bạn nói tầm khoảng tháng 2 đi lên trên đó học. Thì lên trên đó bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành, rồi học đại học, rồi hẹn hò các thứ rồi. Thôi tuổi trẻ thật tuyệt vời. Chụp cái xoài à. Sumisai. Độ tuổi đẹp nhất đời người là 20 nha mọi người. Tương lai mở rộng trước mắt luôn. Mi đề a chu bai gai à. Hai cái tụi mạng của Kiong hơn Kiong hơn hay hai cái tụi mạng của Béo có tụi Béo ơi hai cái tụi mạng của Trường chun trường chun thanh xuân. Ê, ông nhi đồ thông chun đi chứ. Bà nói Tiên cũng thanh xuân mà. Tiên là giờ sắp 30 rồi. Đang xuống dốc rồi mọi người. Thêm hai đứa con nữa. Thanh xuân thì tầm này nữa. Chăm ghi đấm. Bỏ dầu mè vô. Con nhận nói á. Hình chân ạ. Bạn hỏi Tiên ăn dầu mè không? Bỏ cho luôn mà Tiên không ăn dầu mè. Cái gì đó? Anh cười cười xúc cái này. Cười cười mà. Cải cái gạch này xuống nè mọi người.
우와 진짜 많다 실하다 Tưởng tượng mình đi máy bay á, xong cái mình gặp kiểu hỏi quý khách muốn dùng nước hay dùng trà các thứ rồi cái bắt đầu quay lên nhìn oh you dream oh you want honey à chưa bao gặp ta trời mới chết ta cúp ăn nên cho khách cho ai đấy rồi thằng nhớ nghe chị bé nói nhất định phải kiểu như là nhận ra em nha chị đừng lơ em nha đi tour cúc nó được à đừng chết heo chôn thay mới thanh chôn em cũng nhớ nhở chị nha chứ đừng có bộ lơ chị nha thấy ăn ngon miệng mọi người lần đầu ăn ngày em tương mà ăn ngon lắm á hấp bị mệt xin chinh cu mạnh ai á chinh cu yếu nè khách chinh anh chinh cu xe mèo gì xịt đấy xin hỏi bạn có bạn nhiều không bạn nói có ba người bạn thân xe mèo chung vui đi vừa đủ rồi Béo ngậy mà nó ngon cực kỳ luôn mọi người. Một cái sốt nè. Lần đầu sợ bán thức ăn á nên đầu tiên phải để ý chút xíu. Chả cái gì cơ. Chả mình nào à. Nặng là nó lên đây nè mùi. Nặng là nó xịt cho chị nè. Wow. Này là ít mắt học sự tệ gồm mốt cơm nhà ít mắt ta sẽ tối đầu à cứ chung độ mỗi khi mà tiên biến ăn á mọi người mệt mỏi rồi là tiên mua gậy em đưa này ăn là tự là ăn cơm ngon miệng lại liền mọi người cái quán này bán nổi tiếng lắm nên là nó ngon chứ mà mua gậy ngâm tương ngoài chợ hoặc là mấy chỗ khác á nhiều khi nó không ra được cái vị này mình mua phải đúng chỗ mới ngon nha mọi người chứ không phải gậy ngâm tương là chỗ nào cũng ngon nha giống như bún riêu hay là cái nảy nọ gì đó mình phải mua đúng chỗ mới ngon được đúng không trời mắt long lanh nhìn dễ thương sợ mắt biết mắt như mắt như là mắt bồ câu vậy đó mọi người nuôi nở mua giật rồi bởi vì ta nói đẹp gì mới làm tiếp nhà hàng không được chứ dạ quan ông nhìn này xin mua đi tôi đẹp xin gọi thầy rồi bác khen tiền đẹp rồi mọi người mặc dù biết không phải là thật nhưng mà cũng cảm ơn em tại vì đang niềng găng chứ chị cũng mong là chị tháo niềng ra chứ cũng đổi được phần nào à cái răng kiểu chân kỳ PT chú cũng PT hè chứ không bao giờ tôi chú cũng nam em chụp cái sợi à tôi được 교정해야 되는데 à 여기 à găng khẩn bạn có cái găng khẩn trong đấy nên bạn nói là bạn cũng chắc không phải niềng găng giới trẻ bây giờ bên Thái Lan là bên Hàn Quốc nữa thịnh niềng răng lắm mọi người còn nhỏ cỡ 10 tuổi 12 tuổi là bắt đầu đi niềng răng hết rồi tại vì bây giờ người ta rất quan trọng về cái răng lắm nó phải đẹp nó phải đều á thì công việc mới thuận lợi được ăn uống cũng dễ dàng vệ sinh răng miệng các thứ rồi nên là bố mẹ rất là chú trọng cho con niềng răng luôn nhỏ là cho đi niềng răng hết đứa nào cũng đeo niềng cho mọi người bây giờ là thời của niềng răng đứa nào như là cũng đeo niềng mấy tiệm niềng răng bên này mấy tiệm lớn lớn làm ăn phát đạt lắm chỉ cần xì tên là
이 교정 시대. 자주 교정하니까. 이거 한번 먹어볼까요? 이거? Này là đậu nành Thái Lan. Tiên tính mua cái nước kiểu nước dừa á mọi người, cho bà uống thử mà không có, nó không bán. Nên là mua thử. Mua thử của Thái Lan. Đậu nành Thái Lan cho bà uống thử. Không có, không có bán của Việt Nam. Từ vui chùa hay á? Nè. Bà nó khoái từ vui lắm. Chan. Vô, vô. Vô. ngon à. Mà xin này à. Xin chắc khung mặt. Thu dụ. Ấy sợ. Bạn nói cái vị cái vị đậu nành rất là ngon luôn. Vị rất là thiệt luôn. Maista. Ngon. Đậu nành 100% luôn mọi người. Ăn cái món mà này mà đi ăn với người yêu là không được đâu. Chứ sao ăn phải dùng tay ăn vậy nè. Ngại ngại là ăn không được đâu. Chừng nào mà quen lâu lâu rồi mới ăn được. Kiểu mới quen mới hẹn hò là như cậu dọn nghe hay tè. Chết mày dọn nghe hay tè. Y cơ mốc. Y cơ mốc của đồ ca mình cho con bu cơ đồ quá mở mốc kẹt tạ. Vì nhà mình xôn như tôi là bù y đá kẹt mốc này cả, cơ chứ? Mới quen. Bu cơ đồ quá sợ. Cho con mở mốc con, chẳng biết bú lên xe à, cơ mà mốc kẹt như thế cơ đó. Đâm tất chinh của đó. Ăn với bạn trai bắt cỡ thôi, ăn miếng thôi. Em no kiểu vậy. Trời, con nào cũng có gãy chứ nha. Dạ. Thả ấy xài à. À, anh thấy xài. Mắt. Kìa. Con nào cũng gặp gặp chứ. Biết sao không? Mâm này tiên mua là gần 3 triệu Việt Nam đồng mọi người. Con gần 500 á. Tại vì gạch là ghẻ là người ta dùng ghẻ tươi. Phải có ngọc trứng. Người ta mới hàng tuyển người ta mới làm chứ. À, không có con mà phải ngập thịt nữa chứ không phải mà con mà bị ốp không có trứng này kia được, mà phải còn sống nữa. Nói chung là cái gì cũng vậy thì nó mới làm nên cái thương hiệu của gà găm tương này được, nó mới ngon như vậy được chứ đâu phải đương không mà nó nổi tiếng mà được đài truyền hình các thứ rồi xuống quay phim các thứ đâu. Đắt sắc căng miếng nhưng mà ngon. Mốt của mình hay á. Nè. Thì hỏi ăn, ăn ăn được không? Bà nói ăn ngon lắm. Thăm mày mốt của shipper mày dễ kỳ hèo. Mốt của muốn ăn thì nói nha. Chị mua cho cưng ăn tiếp. Mua cho cưng ăn tới bến luôn. Cô Sơn ở OT. Nè. Bạn hát OT. Mốt của shipper mày dễ kỳ hèo. 언니 입맛 없을 때 저한테 전화하세요. 오케이. 같이 먹어요. 좋아. Thì nói mai mốt đi học á. Rồi xong nghỉ hè á, về mà cũng ăn nghệ ngâm tương điện tiên, tiên mua cho ăn, hai chị em ăn. Và nói chừng nào mà tiên ăn không ngon miệng nữa thì mua nghệ ngâm tương xong điện ba đi ba ăn. Bà nói chuyện dễ thương với mọi người. Thông minh. Mâm này là 6 con mọi người. Giờ giấc mà đi chị, giờ giấc mà đi. Hai chị em mình làm 6 con ghẹ luôn. Giờ còn 2 con mỗi đứa 1 con nha. Chị tụi mà đi nắm mai sinh nhật á. Hôm nay đi xịt. Để chị lấy cái này cho. Vô cái thăm mà cho.
예. 밥 비벼 먹는 게 진짜 맛있네. 어, bạn nói bỏ vô trong chén cho bạn đi. Trộn cơm ăn công nhận là ngon thiệt. Wow. Wow. 와. 최고다. 와. 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 이걸 먹을 줄이야. 밥도둑이잖아요. 만화의 머리 밥껌 봐. 그때 hỏi bạn khoái ăn tôi thấy là khoái ăn hải sản nha. Khoái ăn món gì để mình biết mình chuẩn bị á, mốt mình mời. Ấm xích cho mỗi chùa hay á. Mỗi người chết. Mỗi người chết trong chùa hay á. Ở tân trồng như chùa hay á. Khô kì. Khô kì. Khô kì rằng. Việt Nam xoài quốc sư đồ chân đồ chùa hay á. Bạn nói. Xoài quốc sư. Bạn nói thích ăn phở Việt Nam. Một xin rosé cách tình thế. Giống rosé của Blackpink quá nhờ. Blackpink. Rosé도 Việt Nam quốc sư chùa hay á. Xin chào yếu. Rosé 너무 이쁘고. Nà, Blackpink có 좋아하세요? Nà pen pen pen. Nà bling bling. Bling. Cái đó. Hà vậy em tin là bling cho mọi người fan của Blackpink mà tin là Pias. Nhà nè Rose Lisa Pias. Pias. Rose đi à? À Rose Lisa. Lisa, ờ Lisa Lisa. Jenny rằng Jin 좋아 하는 하는 사람은 리자와 로제. 지수하고 제니도 좋아하는데 근데 로제하고 리자는 더 좋아해요. 팀터야 thích bốn thành viên nhưng mà thích nhất là Rose với Lisa. 니는 누가 제일 좋아해? 저는 지수. 지수 너무 예뻐. 어, 지수도 예쁘고. 이번에 이제 드라마도 그리고, 찍고. Bạn nói bạn nói là bạn thích Jisoo nhất. Jisoo đẹp với lại kiểu như là lần này cũng quay phim đó. Masha từ đâu mà chị cũng sợ. Cuối cùng Masul. Masul đồ Jisoo Masul đồ chạy hát chạy hát nào. Xin chào. Masul. Masul đồ chạy hát. Anh bắt sớ. Nè. Jisoo đồ cũng có phép thuật ảo ma Canada lắm cho mọi người. Masul đồ Masul đồ ấy. Magic. 신화 TV 나갔었을 때 노래 부르기로 했었는데 할 수 있어? 댓글에 이제 그 블랙핑크 곡이 엄청 많더라고요. 어, 지금 할 수 있어? 아이, 살짝 연습을 하고 오케이. 다음에. 아, 오케이 오케이. 다음에. 만화야. Lúc mà quay bên kênh Sina TV, mọi người có nhiều comment yêu cầu hát bài hát của Blackpink nhưng mà chưa có chuẩn bị kịp để đặt tới nha, đặt tới. Thăm bên hả cháu? Đợt tới là chuẩn bị bài hát của Blackpink rồi, bài hát cho mọi người nha. Nã, nã nè Rose Gone nó đẹp rồi. Thích bài đó tốt lắm. Thích bài Gone của Rose mà còn xin chào. Thích bài Gone của Rose. Guitar cho đại học guitar. 근데 이번에 20살 됐으니까 한번 배워보려고. 나 배우고 있어 지금. 근데요? Tiếng hỏi biết đàn guitar không? Bà nói bà thích lắm nhưng cũng tính định học á mọi người. Giờ 20 tuổi rồi. Thế kệ 20살 này. 자랑. 이게 되게 자신감 그리고 너무 좋아할 것 같았어. 그렇죠? 20살? 네. 20살이면 이제 하고 싶은 게 많아가지고. Tiên thấy là em rất là thích kiểu như là rất là tự hào vì mình được 20 tuổi. Mọi người giờ mình trở thành người lớn rồi đó, bắt đầu mình sẽ làm những cái điều mình thích á. Nên là nói 20 tuổi rồi em sao cũng là học guitar các thứ rồi. Chị thì bây giờ chị đang học guitar. Nói tôi guitar béo nâng chung. Mới xịt đòn. Guitar chơi chưa là thế á? Anh chị chủ cúng béo anh chị ổ giúp kêu quên. Cái gì ổ giúp kêu quên tông này tông ăn được xăm kêu quên xiết rồi học 6 tháng mà nghỉ hết 3 tháng rồi mọi người học với sao sốc bận gọn quá nên không học đều được á nên là nói chung là cũng đánh được dạy bàn dạy đường cơ bản bây giờ đang học chăm chỉ trở lại chỉ 그냥 guitar 안 배우고 싶어가지고 막
수업 막 째고 그런 거 아니죠? 아니지. 나는 기타는 내 친구처럼 soulmate 친구. soulmate 어 좋다. 외로울 때 힘들 때 이제 혼자서 기타 치는 거야. 취미. 기타 라틴 뜻도 뜻 giống như là bạn chơi kiểu tiếng mọi người là một cái tiếng buồn hay là tiếng nhớ quê hay là cô đơn hay sao đó là tiếng sẽ đánh đàn guitar. Mỗi khi mình mệt mỏi trong lòng mọi người trần xin him tư tế kurun tế thì ta chuyên gọi là chút thằng có khả năng ít rồi à stress stress fully của tụ phải có một cái điều gì đó để mình dựa vô về mặt tinh thần của mọi người thì nó đỡ stress lại nó cũng làm mình nhẹ nhàng hơn. Việt Nam mà chính cô qua sờ cái nãy đang cái thì camping hay là cao gỗ ăn trà sữa super pure gỗ mà xin đừng có mốc gỗ xuân cho cũng hát gỗ guitar chơi gỗ nó để vui được gọi mà lại mà chim đã guitar chơi gỗ nó để vui được gọi mà lại mà chim đã guitar chơi gỗ nó để vui được gọi mà lại mà chim đã guitar chơi gỗ nó để vui được gọi mà lại mà chim đã guitar chơi gỗ nó để vui được gọi học đàn guitar cái mốt hết dịch corona cái mấy bạn mấy đứa em Việt Nam qua chơi ha cái đầu dẫn đi cắm trại cái đốt lửa trại lên cái đầu mình nướng miếng thịt cái mình uống miếng bia cái đầu mình hát mình đàn mấy bài hát Việt Nam rồi mấy bài hát Hàn Quốc rồi ha mình vừa đàn vừa hát rồi guitar rồi trời ơi còn gì bằng chưa bạn này lần đầu qua YouTube nhưng mà rất là nhiệt tình ha mọi người ha rất là nhiệt tình luôn ăn vui vẻ mà ăn cũng ngon nữa. Cái này mới là hàng ngon nè. Như cô chín chào coi á. Cái này ai nữa người chín chào mà xích. Là chứng nhìn này cho Bị thứ năm cúc cúc xù. Không bao giờ chụp kìa. Chú ai đâu. Chính đây bị thứ năm này cúc xù rất là chủng dục ít xài á. Ồ, chín chào yếu. Y băng cúc xù mãi cô tôi tặng cúc xù mãi nên đề. Hàm bên tôi sẽ hơi lẻ á. Nè. Ngoài phở ra bên Việt Nam mình còn bún bò Huế. Ngoài phở ra bên Việt Nam mình còn bún bò Huế nè. Bún riêu các thứ rồi nữa. Thì tôi sẽ cho bạn ăn thử nha. Quá bọc sớt. Nè. Thế gặp lùa rồi. Ôi bụi. Thành chắc nào chắc bị thái mất rồi. Nè chứ. Yo. Yo. 와, 어떻게 알아요? 어떻게 알아요? 요 방금 아까 했던 거. 와, 똑똑하네. 나이 dạy có một lần một vô mà giờ biết vô luôn mọi người. Rồi, hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Nhà Quán TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Và ai muốn mua các sản phẩm về nhân sâm, hồng sâm, nấm linh chi, thuốc rối loạn tiền đình, thuốc đột quỵ, cao sâm, hồng sâm trẻ em, thuốc xương khớp, nấm thường và các thứ cho bên trang Facebook Dì Quên TV, nhân sâm Hàn Quốc chính hãng, hơn 128.000 người follow inbox dùm tiếng nha. Tạm biệt mọi người. Xin chào. Cảm ơn. Cảm ơn.